Hello, welcome back to my channel. Start gonna go. Và còn 3 túi tiền nữa thôi là mình sẽ hoàn thành được tựa game này. Ok, bây giờ thì mình sẽ lên trên tàu và tàu thoát khỏi đây. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai, Forest Monster. Phải tìm một chiếc máy ảnh camera. Thank you.
Soke, tu que tu va, granny chatachu. One day. Okay, let's go. Thank you.
Ở đây thì ông bà có luôn một con quái vật và mình sẽ phải tìm được việc con quái vật lại. Ok. Sau đó thì mình sẽ xem trong này có gì không. Không ạ. I see you. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ tẩu thoát khỏi ngôi nhà của ông bà Granny. Ở đây các bạn sẽ đổ xăng vào máy bay.
và sẽ tẩu thoát bằng máy bay này. Một chiếc máy bay có cả khẩu pháo luôn, đây như là một máy bay chiến đấu. Ok, và mình sẽ chuyển sang tập thứ tư. Đọc bật lên. Kinh dị. Một con đường rất là vắng và rất là tối. Passing push. Người ta từng nói đi đêm là có ngày gặp ma, và tựa game này đúng là như thế luôn. Chiếc xe máy đang nằm ở đây. Đằng trước của người. Oh my god, vừa ngay cái cây. Thua rồi, wow.
So if I without the main sit train, so I get it here. Room. 66. Okay. So, why we don't mean it sounds like a detail? Stickman, Cyberish. OK. Выручи меня, братан. Скоро буду. Goes. Okay. Mình bị rơi từ trên này xuống. Và bây giờ thì mình sẽ đi sâu đây. Ở trong này thì sẽ có những con quái vật. Và các bạn sẽ phải tiêu diệt những con quái vật trong đây. Và tìm cách thoát khỏi nơi này. Kia có một cánh cửa. Cánh cửa này các bạn phải cần có một chiếc chìa khóa. Thank you.
Còn ra, một bức chiêu thư. Và đây thì mình sẽ lôi con ra ra trước. Để khi gặp quái vật các bạn sẽ tiêu diệt quái vật ở đây. Đây là một chiếc máy. Và chiếc máy này thì không có gì. Rồi, sau đó thì mình sẽ đi đường khác. Rồi, các bạn sẽ phải tiêu diệt cho tôi này. Wow, đai rồi. Oh my god. Ok, Horror Cloud. Chapter 2. Phần mục của tựa game này đó là các bạn sẽ phải đi cứu một người, sau đó thì sẽ tiêu diệt ông gã hay Horcala. Và phần 2 tựa game này thì các bạn sẽ phá hủy nơi này của ông ta. Đây từng là nơi mà ông ta là bắt cóc những con người, sau đó thì bắn tra tấn con người ở đây. Đây các bạn sẽ đặt hai quả mìn, một quả bên trong, một quả bên ngoài. Sau đó thì sẽ chạy thoát ra khỏi đây. Và lúc này thì các bạn sẽ phá hủy cái nhà này của ông gã hề. Let's go. Đóng hết cái cánh cửa lại. Rồi, sau đó thì sẽ chuồn khỏi đây. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Reeves.
các bạn phải điều khiển hai bên làm sao để cân đối. Lúc đó thì sẽ không bị gì. Tránh những chướng ngại vật. Tiếp tục là Granny Chateau One.
sau đó thì mình sẽ nhảy vào hố này, tiến sâu bên trong. Rồi, Fro. Một tựa game mà. Let's go. Oh my god, wow, được có hơn 3.000 điểm thôi, ok. Tựa game cuối cùng, do Tết Huy. Oh my gosh. Oh my gosh. Wow.
Rồi đi trước, rồi đi sau luôn. Thế thì làm sao có thể thoát được? Thì mắt ông ta rất là kinh dị. Và bây giờ thì mình đã bị giam. Xem giam ở đâu đây? Giam ở một nơi dưới tầng hầm. Oh my god, wow. Wow, không thể làm thoát được luôn. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.